Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 13 tháng 5 sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, sáng nay, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử của tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Vận động Bầu cử của tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác thông tin tuyên truyền vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Vận động Bầu cử tỉnh. Trong thời gian qua, các địa phương đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền và vận động bầu cử, đảm bảo đúng quy định, tiến độ theo kế hoạch. Riêng cấp xã đã tổ chức được hơn 930 cuộc tuyên truyền với gần 47.000 người tham gia. Niêm yết danh sách cử tri và danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu. Nhiều nơi đã thành lập nhóm Zalo để kịp thời truyền tải thông tin về bầu cử đến các hộ gia đình, tổ chức tuyên truyền lưu động đến thôn, bản, vùng sâu, vùng xa. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cầu truyền hình trực tiếp ngày hội bầu cử ngày 23 tháng 5. Báo Bắc Cạn chuẩn bị sản xuất số báo đặc biệt chào mừng ngày bầu cử, vân vân. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thu Trang yêu cầu các thành viên tiểu ban thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử của tỉnh tiếp tục thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử tại các địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tổ chức vận động bầu cử cho ứng cử viên đại biểu dân cử theo kế hoạch. Các ủy ban bầu cử chỉ đạo các tổ bầu cử thường xuyên thông tin, tuyên truyền về ngày bầu cử tới cử tri. Tạm dừng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng kịch bản, phương án cụ thể với những tình huống dịch bệnh COVID-19, thiên tai có thể xảy ra, đảm bảo tốt an ninh trật tự trong thời gian bầu cử. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn chuẩn bị và tổ chức tốt cầu truyền hình phản ánh không khí bầu cử tại các địa phương trong ngày 23 tháng 5 tới đây. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, hôm nay các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 3 huyện Bạch Thông đã tiếp xúc cử tri xã Tân Tú và Lục Bình để trình bày chương trình hành động vận động bầu cử. Tại cuộc tiếp xúc, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày trước cử tri về chương trình hành động của mình. Các chương trình hành động đều tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của huyện và hai xã Tân Tú, Lục Bình. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân là cầu nối giữa cử tri với các cấp, ngành chức năng, quan tâm giải quyết các vấn đề của địa phương. Cử tri hai xã đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên, bày tỏ sự tin tưởng vào các ứng cử viên. Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử giữa người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 7 với cử tri các xã Bằng Phúc, Phương Viên, Đồng Tháng, Yên Mỹ và Đại Xảo của huyện Chợ Đồn. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 7 gồm các đồng chí Nông Quang Nhất, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ma Thị Na, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Đồn, Ma Đức Khiêm, trưởng phòng kế hoạch tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hà Thị Mai Anh, Phó trưởng phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nguyễn Thị Lan, Phó trưởng ban tuyên giáo gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Nông Thị Ngọc Hân, Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, Long Thị Hải, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Đồn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình nếu được trúng cử. Theo đó, chương trình hành động của các ứng cử viên đã đi vào trọng tâm, phù hợp với nhiệm vụ công tác, tình hình thực tiễn của địa phương. Các ứng cử viên khẳng định nếu được tín nhiệm sẽ cố gắng trở thành cầu nối quan trọng để truyền tải những ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cấp, ngành, quyết tâm vận dụng trí tuệ, khả năng để làm tròn trách nhiệm của bản thân, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của người dân. Qua nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri bày tỏ mong muốn các vị đại biểu tới đây trúng cử sẽ tăng cường công tác giám sát theo chức năng của Hội đồng Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân sao cho sát với thực tế để ra được các giải pháp đúng đắn nhằm phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Cũng trong hôm nay, 5 ứng viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 2 thành phố Bắc Cạn, gồm đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Cạn, Trịnh Tiến Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hà Minh Tú, Chánh Thanh tra Nhà nước thành phố Bắc Cạn, Nguyễn Tuấn Lê, Phó trưởng Ban Phong trào tỉnh Đoàn Bắc Cạn và Nguyễn Minh Trang, công chức Phòng Nội vụ thành phố Bắc Cạn đã có cuộc tiếp xúc với cử tri phường Đức Xuân và huyện Tụng. Các cử tri hai phường này mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ hiện thực hóa chương trình hành động và thực tiễn, đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng nghị quyết cần sát thực tế hơn nữa để cơ sở dễ thực hiện, mang lại hiệu quả cao. Nghị quyết cần quan tâm đến các thiết chế văn hóa, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực như thế nào để tránh lãng phí. Đặc biệt, cử tri mong muốn các ứng cử viên quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề về đất đai tồn tại ở thành phố Bắc Cạn trong thời gian qua. Là một huyện có địa bàn rộng, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, trình độ dân trí không đồng đều. Vì thế, công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Chợ Đồn gặp không ít khó khăn. Nhưng bằng việc phát huy tầm ảnh hưởng của những cán bộ hoạt động trong ban công tác mặt trận, sự kiện chính trị quan trọng này được người dân hưởng ứng. Ghi nhận của phóng viên tại xã Đại Xảo, huyện Chợ Đồn. Bà Hà Thị Nguyên là trưởng ban công tác mặt trận của thôn trung tâm xã Đại Xảo đã hơn 10 năm nay. Nhiều năm hoạt động trong công tác mặt trận, bà được bà con trong thôn yêu mến, tin tưởng vì bà luôn biết lắng nghe, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của dân. Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, bà luôn tự trau dồi kiến thức nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu về trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử. Nhờ gần gũi và nhiệt tình nên hôm tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú gần đây. Trong bản có hơn 60 hộ dân đều đi họp đầy đủ. Mình phải nghiên cứu cái tài liệu thứ nhất là về cái hỏi đáp về cái bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Về thứ hai là về cái hướng dẫn nghiệp vụ về công tác bầu cử. Đi tuyên truyền bằng hình thức là tổ chức họp thôn. Ngoài ra thì cũng tổ chức tuyên truyền bằng trực tiếp, bằng miệng, gặp gỡ, trao đổi những lúc đi làm. Nói chung là họ rất tích cực, họ rất tích cực tham gia. Ở xã Đại Xào có 7 thôn bản, địa bàn rộng, dân cư sinh sống rải rác, nên công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, các trưởng ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp với trưởng thôn tổ chức tuyên truyền qua các buổi họp thôn. Cùng với đó, tổ chức đến tận nhà tuyên truyền để bà con hiểu được ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, cùng chuẩn bị chu đáo ngày hội toàn dân đi bầu cử. Theo lãnh đạo xã Đại Xảo, đến thời điểm này, hơn 1.500 cử tri đã hiểu được quyền và trách nhiệm của mình. Thậm chí, 7 tổ bầu cử đều được cử tri góp sức để trang hoàng và chuẩn bị về cơ sở vật chất các điểm bầu cử. Cái vận động công tác bầu cử thì ngay từ ban đầu, từ cái công tác ban đầu giới thiệu, sau đó là nhận xét tín nhiệm và đến bây giờ là vận động bầu cử, thì các tổ bầu cử, ban mặt công tác mặt trận đã có, nói chung là các thôn đều có tinh thần chân tình trách nhiệm, và đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã ổn định, không vấn đề gì. Bằng sự uy tín và trách nhiệm của mình, trưởng ban công tác mặt trận ở Đại Xảo trở thành những người đi đầu tuyên truyền công tác bầu cử. Họ đã giúp nhân dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Thưa quý vị khán giả, hiện nay bí xanh thơm trên địa bàn huyện Ba Bể đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Do đang là đầu vụ, giá ổn định, tiêu thụ thuận lợi nên người trồng bí đang rất phấn khởi. Năm nay, gia đình bà Hoàng Thị Tươi ở thôn Hà Giảo, xã Yên Dương trồng được 3.500m2 bí xanh thơm. Đến nay đã thu hoạch và tiêu thụ được khoảng 2 tấn quả. Bà cho biết thời điểm đầu vụ, giá bí xanh thơm khá cao, được 20.000 đồng 1kg nên cũng mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Đến thời điểm này, giá còn được từ 8 đến 10.000 đồng 1kg. Song đây cũng là mức giá mà người trồng bí chấp nhận được. Mỗi nghìn mét thì được 3-4 tấn chẳng hạn. Vâng. Nếu mà năng suất thấp thì khoảng hơn 2 tấn thôi, mỗi nghìn mét ấy. Thì so với những cái khác thì tốt hơn nhiều, năng suất hơn nhiều nữa.
Năm nay, Hợp tác xã Yên Dương đã hỗ trợ phân bón và đăng ký bao tiêu sản phẩm cho trên 30 ha bí xanh thơm của người dân trên địa bàn. Chính vì thế, mặc dù diện tích trồng bí xanh thơm của toàn xã có tăng cao hơn năm trước, nhưng người dân cũng yên tâm về đầu ra cho sản phẩm. Thì trong quá trình thực hiện thì Hợp tác xã Yên Dương đã hỗ trợ vật tư phân bón, kỹ thuật. Và hiện nay bí thơm đang bắt đầu vào vụ thì Hợp tác xã Yên Dương cũng đang có mở rộng kết nối, liên kết để tiêu thụ sản phẩm. Và hiện tại Hợp tác xã Yên Dương cũng đang trong quá trình là kết nối và hướng dẫn bà con là thu hoạch sản phẩm. Năm 2021, toàn huyện Ba Bể trồng được 122 ha bí xanh thơm, nhiều hơn khoảng 50 ha so với năm trước. Do diện tích tăng cao nên để đảm bảo về đầu ra cho sản phẩm, ngay từ đầu vụ, Ủy ban Nhân dân huyện đã chủ động triển khai nhiều giải pháp như làm việc với các hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trên địa bàn để bao tiêu sản phẩm cho người dân, đồng thời đẩy mạnh công tác giới thiệu, xúc tiến thương mại hàng hóa ra thị trường và hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện các cái chương trình, dự án gắn với lại các cái chuỗi giá trị, và sau đó là cũng có những cái chương trình như là nâng cao cái chất lượng của sản phẩm của cái bí xanh, chương trình như là Việt Gáp và là định hướng theo hướng hữu cơ. Và bên cạnh đó thì cũng chỉ đạo cũng như là định hướng cho các cái hợp tác xã là có cái ký kết bao tiêu một số sản phẩm cho bà con trên địa bàn của huyện. Những năm qua, cây bí xanh thơm đã góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho một số xã của huyện Ba Bể. Với sự chủ động của người dân và hỗ trợ của các cấp chính quyền trong việc tiêu thụ sản phẩm, cây bí xanh thơm đang tiếp tục khẳng định là cây trồng chủ lực, giúp người dân giảm nghèo bền vững và làm giàu hiệu quả. Tỉnh Bắc Cạn đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lâm sản sau khai thác. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 30% sản phẩm gỗ rừng trồng được chế biến sâu. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 thành lập ít nhất 2 cụm công nghiệp tại khu vực hai huyện Na Rì và Ba Bể, xây dựng ít nhất 1 nhà máy chế biến sản phẩm đồ gỗ nội thất và 1 nhà máy chế biến đồ gỗ sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm gỗ địa phương. Hiện trên địa bàn tỉnh đã có 8 nhà máy chế biến gỗ quy mô lớn được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Các nhà máy này đang tập trung sản xuất gỗ ván dán, gỗ ghép thanh chất lượng cao, xuất khẩu đi thị trường các nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, công suất chế biến của các nhà máy này vẫn còn thấp, chưa xứng với tiềm năng. Do vậy, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở này về công nghệ, thiết bị đồng bộ để tập trung chế biến ra sản phẩm gỗ chất lượng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hiện nay, các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực nâng cao chất lượng cây giống và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để tự công bố chất lượng sản phẩm. Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hiện toàn tỉnh đã có 17 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp tự công bố chất lượng sản phẩm. Qua kiểm tra, các cơ sở này đều có đủ hồ sơ, giấy tờ về công bố chất lượng sản phẩm như có giấy phép đăng ký kinh doanh, hợp đồng, hóa đơn mua bán lô giống, giấy công bố chất lượng sản phẩm, hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc cây giống. Bên cạnh đó, các vườn ươm này cũng đã đáp ứng tốt các điều kiện về kinh doanh cây giống trồng rừng như có địa điểm giao dịch hợp pháp, có hoặc thuê địa điểm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp, sử dụng vật liệu nhân giống từ giống, nguồn giống được công nhận. Việc tự công bố chất lượng sản phẩm của các vườn ươm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã giúp cho công tác quản lý về cây giống được dễ dàng, thuận tiện hơn, đồng thời tạo được niềm tin đối với người trồng rừng khi sản phẩm hàng hóa được đảm bảo về chất lượng đúng với bản tiêu chuẩn đã công bố. Thưa quý vị khán giả, tại huyện Chợ Đồn, mưa lốc đêm qua cũng đã gây thiệt hại nặng nề. Theo thống kê sơ bộ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, toàn huyện Chợ Đồn đã có hơn 20 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 30 ha cây lâm nghiệp và hoa màu bị thiệt hại. Người dân địa phương đã chủ động khắc phục. Phản ánh của phóng viên ở xã Bình Trung, một trong những xã bị thiệt hại sau cơn mưa lớn đêm qua. Đêm qua, mưa lớn làm ngôi nhà ông Ma Văn Hòa ở thôn Nà Phầy, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn bị tốc mái. Mưa kèm gió giật mạnh đến bất ngờ khiến gia đình không kịp trở tay. Hầu hết tài sản của gia đình bị ảnh hưởng. Hôm nay các hộ dân ở lân cận sang giúp gia đình ông khắc phục. Đây nó gió nó tốc hết cả những cái tấm tôn hợp đây này. Đấy, nhà cửa thì ướt hết rồi. Đây là bà con chòm xóm đây là đang hộ. Trận mưa lớn kèm theo gió lớn đã khiến 20 ngôi nhà ở xã Bình Trung bị tốc mái, khoảng 25 ha cây keo bị gãy đổ. Thiệt hại tập trung ở các thôn Nà Phầy, Vàng Giọt.
Ngay sau khi mưa ngớt, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tập trung hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả dông lốc. Đến chiều 13 tháng 5, nhiều hộ đã khắc phục xong nhà ở. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các thành viên xuống thôn trực tiếp huy động lực lượng tại chỗ. Những cái hộ gia đình mà khắc phục được thì sử dụng lực lượng tại chỗ, cố gắng khắc phục cho bà con ổn định đời sống. Cái thứ hai, những cái nhà nào mà bị lật nghiêng thì đối với chính quyền địa phương đã chỉ đạo là di rời người và tài sản sang ở nhờ những cái nhà xung quanh khác, hoặc là để mà đảm bảo ổn định và báo cáo nhanh về Ủy ban nhân huyện để xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện. Xã Bình Trung đang tiếp tục thống kê thiệt hại, cùng với đó khẩn trương hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, bảo đảm chỗ ở cho các hộ dân bị thiệt hại, không để người dân bị ảnh hưởng lớn bởi thiên tai. Tiếp theo là những tin tức thiệt hại do trận mưa bão trên địa bàn toàn tỉnh trong đêm 12, rạng sáng ngày 13 tháng 5. Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, toàn tỉnh có 278 nhà ở bị tốc mái, hư hỏng, trong đó thiệt hại nhiều nhất tại các huyện Nari 158 nhà, thành phố Bắc Cạn 78 nhà, Chợ Đồn 20 nhà, Bạch Thông 17 nhà, Chợ Mới 5 nhà. Trong sản xuất nông nghiệp có hơn 21 hectare ngô, 24 hectare cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Ngoài ra một số phòng học, nhà học thôn bị tốc mái hư hỏng, 38 cây xanh đô thị bị gãy. Ngay sau khi trận mưa lũ xảy ra, các địa phương đã chủ động rà soát, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại theo phương châm 4 tại chỗ, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống. Theo dự báo của Đài Thủy văn tỉnh Bắc Cạn, trong những ngày tới, các khu vực trong tỉnh vẫn có mưa dông rải rác, nhiều nơi mưa cục bộ kèm dông lốc, nên người dân và chính quyền các địa phương cần nâng cao cảnh giác, chủ động các phương án phòng chống với thiên tai kịp thời. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, huyện Bắc Nạm đã xây dựng các tổ phòng chống COVID-19 tại cộng đồng. Huyện đã xây dựng được 126 tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng tại 113 thôn, trong đó mỗi tổ sẽ có từ 2 đến 3 người, chủ yếu là cán bộ hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc tuyên truyền phòng chống COVID tại thôn bản. Cùng với đó, khuyến cáo người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt và chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình khi có biểu hiện ốm, mệt, sốt, ho, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Ngoài ra, các tổ cũng tăng cường giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế cấp xã những trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương để có biện pháp xử lý y tế kịp thời. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Cạn vừa có buổi kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và công tác phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố Bắc Cạn. Đến tháng 4 năm 2021, thành phố Bắc Cạn có hơn 350 con trâu, đạt trên 88% kế hoạch. Đàn bò có hơn 100 con, đạt hơn 63% kế hoạch. Đàn lợn có 5.300 con, đạt trên 88% kế hoạch. Thành phố hiện có 3 tổ chức kinh tế chăn nuôi lợn với quy mô trang trại vừa và nhỏ, chăn nuôi theo chuỗi liên kết. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5, tổng số lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi của thành phố Bắc Cạn phải tiêu hủy là hơn 6,5 tấn. Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò đã xảy ra tại 2 hộ chăn nuôi thuộc địa bàn phường Nguyên Tụng với số lượng 2 con, hiện đã được cơ quan chuyên môn chữa trị kịp thời. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị thành phố Bắc Cạn cần thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác tập huấn về phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi cho người dân. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm các cấp của thành phố cần quan tâm sát sao hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ để giúp người dân bảo vệ đàn vật nuôi của mình. Đèo Khao Tham thuộc dự án mở rộng nâng cấp tỉnh lộ 254 đoạn qua xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn thường xuyên sạt lở khiến người dân đi lại khó khăn. Vị trí này đang được khắc phục trong thời gian sớm nhất. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang tăng cường công tác hót dọn khoảng 30.000 mét khối đất đá phần ta luy dương của tuyến đường, phấn đấu hoàn thành trước ngày 16 tháng 5. Theo Ban Quản lý Dự án và Đầu tư Xây dựng tỉnh Bắc Cạn, tổng kinh phí để thực hiện khắc phục điểm sạt lở là gần 1 tỷ đồng. Việc sớm khắc phục tình trạng sạt lở tại đèo Khao Tham sẽ tạo thuận lợi cho người dân khi đi qua tuyến tỉnh lộ này. Thưa quý vị khán giả, người cao tuổi không chỉ có bề dày kinh nghiệm trong cuộc sống mà còn là những người am hiểu về văn hóa, là những người đã và đang bảo tồn, phát huy truyền thống của dân tộc mình. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi mời quý vị khán giả tìm hiểu về những nỗ lực của họ qua việc gìn giữ, phát triển nghệ thuật hát then đàn tính của dân tộc Tày qua phóng sự sau.
Ông Hà Hữu Lại ở tổ 15 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Cạn yêu thích hát then đàn tính từ ngày còn trẻ. Năm 2001, khi tham gia biểu diễn tại liên hoan các làng văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Cạn, ông được tặng một cây đàn tính. Từ đó ông càng đam mê với nghệ thuật này và dành tâm sức, thời gian tìm hiểu sâu thêm. Ông Lại thường xuyên theo dõi các chương trình văn hóa văn nghệ về hát then đàn tính qua sóng phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, tham gia câu lạc bộ hát then đàn tính Sắc Tràm thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và biểu diễn tại nhiều sự kiện. Đến nay, mặc dù đã gần 70 tuổi, sức khỏe yếu, nhưng ông vẫn đều đặn luyện tập đàn hát mỗi ngày. Lúc rỗi rãi ra thì ngồi nhà thì cứ lấy đàn hát cho nó vui. Đấy, rồi bây giờ là cảm thấy là không thể thiếu được cái đàn, không thể thiếu được tiếng hát then. Hàng ngày thì cứ vào mạng xong là sưu tầm những bài hát, lại chép lại xong đó là đóng thành những cái quyển. Đóng cái quyển để hy vọng là cũng có thể lưu giữ cho sau này các con, các cháu nó biết được là cũng những cái bài then nó như thế. Ông Ma Kim Ly ở thôn Tre Ngù, xã Yên Thượng là nghệ nhân then tày của huyện Chợ Đồn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm thầy then. Ngay từ bé, ông đã được tiếp xúc với nghệ thuật hát then đàn tính và say mê từ lúc nào không hay. Ông là một trong số ít những gương mặt của tỉnh Bắc Cạn hiện nay có thể sáng tác và hát then bằng tiếng dân tộc này. Bác viết những bài then, bài thơ tức là xuất phát từ cái mình là mình yêu dân ca. Đàn tính cũng là một dân ca. Cũng như là dân ca Nghệ Tĩnh, dân ca Bắc Quan Họ Bắc Ninh chẳng hạn, thì đối với người Tày của mình ấy, thi lượn cũng là một hình thức dân ca. Thế thì bác mê dân ca là bác viết. Thế còn viết, bác viết thì không viết xa. Bác chỉ viết gần gũi những cái gì mà ở địa phương mình. Hiện nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh đều có những người lớn tuổi biết hát then đàn tính, sáng tác làn điệu then, si, lượn hoặc chế tác đàn tính, dệt may trang phục dân tộc Tày. Tuy nhiên, tập trung nhiều ở huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Na Rì. Nhiều người đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, trao tặng các danh hiệu cao quý như nghệ nhân nhân dân Hoàng Hóa ở huyện Bạch Thông, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Đăng Lưu ở huyện Na Rì, nghệ nhân ưu tú Lưu Đình Bạo ở thành phố Bắc Cạn. Đối với họ, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản này vẫn được đặc biệt quan tâm thông qua các lớp truyền dạy, các câu lạc bộ, tham dự các cuộc thi, chương trình giao lưu văn hóa ở trong và ngoài tỉnh. Họ được ví như những người giữ lửa cho nghệ thuật văn hóa truyền thống, góp phần đưa hát then đàn tính của người Tày trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào tháng 12 năm 2019, tiếp nối và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc đến hôm nay và cho mai sau. Chương trình thời sự tối thứ năm của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.